Ngộ độc thuốc tê nhổ răng, bệnh nhân nguy kịch. Bệnh nhân 40 tuổi tại Quảng Ninh phải cấp cứu sau khi ngộ độc thuốc gây tê nhổ răng. Đây là một biến chứng hiếm gặp và có thể nguy hiểm nếu như không được cấp cứu kịp thời. Bệnh nhân tên H trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng khó thở, đau ngực, chóng mặt, mắt mờ, co cứng toàn thân, mạch nhanh. Tình trạng này xuất hiện sau khi bệnh nhân được tiêm thuốc gây tê lidocaine tại phòng khám răng tư nhân. Phòng khám đã xử trí tiêm adrenaline theo phác đồ phản vệ nhưng các triệu chứng của bệnh nhân vẫn không thuyên giảm. Chẩn đoán nhanh tình trạng ngộ độc thuốc tê, các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy đã khẩn trương các biện pháp cấp cứu kiểm soát đường thở. Sau khi chuyển khoa hồi sức tích cực và chống độc để điều trị, theo dõi, bệnh nhân đã ổn định, không còn các triệu chứng ngộ độc. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Công Cẩn, khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, ngộ độc thuốc tê là tình trạng độc tính thuốc tê ảnh hưởng lên toàn thân, nổi trội ở hệ thần kinh trung ương và hệ tuần hoàn. Thuốc tê đặc biệt là các thuốc nhóm tê như là amid hiện đang được sử dụng phổ biến tại các bệnh viện, các chuyên khoa như răng hàm mạc sản khoa. Khi đưa thuốc gây tê vào cơ thể, thuốc sẽ được hấp thu vào mạch máu và ảnh hưởng các cơ quan trong cơ thể. Ít hay nhiều tùy thuộc vào nồng độ thuốc tê trong máu, cũng như phụ thuộc vào cơ địa của người bệnh. Những triệu chứng ngộ độc sẽ bao gồm các biểu hiện kích thích từ nhẹ đến nặng như bứt rứt, khó chịu, thay đổi vị giác, nói nhảm, co giật ở nhóm cơ vùng đồng mạc cổ, co giật toàn thân hoặc ức chế lơ mơ, giảm đáp ứng ngủ gà, thậm chí hôn mê. Huyết áp tăng, tim đập nhanh, vã mồ hôi, có thể tụt huyết áp và nặng nhất là ngưng tuần hoàn dẫn đến tử vong. Ngộ độc thuốc tê là một biến chứng hiếm gặp và nếu như không được xử trí kịp thời thì tỷ lệ tử vong rất cao. Nhiều trường hợp được cứu sống thì chi phí điều trị rất lớn. Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi bệnh nhân có các biểu hiện ngộ độc thuốc tê cần ngưng việc tiêm thuốc tê và xử trí theo biện pháp hàng đầu là truyền tĩnh mạch dung dịch nhũ tương Lipid 20%. Cùng với đó, người dân nên lựa chọn những cơ sở y tế, bệnh viện có chuyên khoa răng hàm mặt uy tín để nhổ răng hoặc can thiệp thẩm mỹ răng hàm mặt để được xử trí kịp thời khi xảy ra các biến chứng ngộ độc do thuốc tê.